Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mời các bạn cùng ra làm vườn với mình. Nhưng mà trước hết thì mình xin mời các bạn ngắm những bông hoa xinh đẹp đang nở rộ ở trong vườn của mình trước tiên nha. Đầu tiên thì hôm nay thì mình sẽ cắt những cái bông hoa xinh đẹp này để mang vào nhà. Còn hoa nào á mà tàn quá rồi á thì mình sẽ vứt bỏ đi để mình dưỡng cây, chuẩn bị cho một đợt hoa tiếp sẽ rực nở vào mùa hè này. Việc trồng những cây con xuống đất là cực kỳ quan trọng ở giai đoạn đầu tiên vì nó sẽ quyết định cây phát triển mạnh mẽ và khỏe mạnh hay xa hay như thế nào về sau. Vì vậy cho nên thì cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn quan trọng nhất để mình bón phân và mình thúc cây cho nó khỏe mạnh. Thì cây khỏe mạnh thì tương lai về sau thì mới ra được nhiều trái cho mình. Vì vậy cho nên là mình giống như là một đầu bếp vậy đó, đang nêm nếm đầy đủ gia vị cho món ăn là những cái cây của mình để cho giúp các cây mấy được khỏe mạnh và phát triển một cách tươi tốt nhất. Em cà chua này là từ hạt rụng từ năm ngoái và bây giờ đã phát triển thành một cây rất là to rồi. Hôm nay thì mình sẽ bứng em từ trong chậu xuống dưới đất để trồng vào nơi mà có một cái giàn lý tưởng mà mình đã khoe ở video trước á. Hy vọng là với cái giàn mới thì em sẽ cho mình rất là nhiều trái và tươi. Còn ở trong cái chậu này thì mình sẽ trồng em dưa leo chanh. Hy vọng là em ấy cũng sẽ phát triển tươi tốt. Năm nay là năm đầu tiên mình trồng dưa leo chanh, không biết là vị như thế nào nữa. Mình hy vọng là mình sẽ có được những cái trái rất là dễ thương, cũng như là thu hoạch để nếm thử cái vị của nó như thế nào, và cũng như là quay video review cái trái đó cho các bạn xem nha. Cà chua hồi nãy thì mình sẽ chuyển sang xuống đất mà trồng tại cái giàn này. Thì đây là cái giàn mà mình đã khoe đợt trước đó. Bây giờ thì nhà mình rất là ít đất cho nên là có chỗ nào trống là mình cứ nhét vô hết. Đó, hy vọng là em này sống chung với các anh chị cà chua khác thì sẽ không có giành giật chất dinh dưỡng với nhau và sẽ cùng nhau phát triển tươi tốt, sẽ cho mình một cái giàn cà chua rất là xinh xắn và đáng yêu nha.
Hôm nay thì mình sẽ chuyển những cái cây xà lách mà mình đã ươm từ một tháng trước sang chậu lớn hơn, cũng như là cho các em ấy có nhiều đất hơn để các em ấy phát triển một cách tươi tốt, chứ bỏ em ấy trong mấy cái chậu nhỏ xíu đất ươm ít á, thành ra mà các em vẫn không có phát triển được tươi tốt. Mình thích trồng xà lách ở trong chậu hơn, bởi vì khi mà ở trong chậu á, những cái lá nó tủa ra như vậy, nó không có chạm xuống đất thì nó rất là sạch sẽ, cũng như ở trong chậu như vậy nè sẽ không bị mấy cái con bạch chàng hay mấy cái con sên á, nó bò vô. Cho nên là mình cảm thấy mình trồng xà lách ở trong chậu á, nó sạch sẽ, mình ăn mình cũng cảm thấy là nó ngon miệng hơn là mình trồng ở dưới đất nữa. Năm nay sẽ là năm đầu tiên mình trồng đậu que lùng. Mỗi năm thì mình hay trồng là dạng leo, nhưng năm nay thì để tiết kiệm diện tích thì mình sẽ thử mình trồng đậu que lùng, thử xem coi năng suất nó như thế nào. Nếu mà được thì từ đây về sau mình sẽ chỉ trồng đậu que lùng thôi, không biết thì kết quả như thế nào nữa. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua trồng dưa leo tí hon vào chậu này ha. Năm nay cũng là năm đầu tiên mình trồng dưa leo tí hon. Mình nghe mọi người ở trên mạng nói rất là ngon luôn, cho nên là mình cũng thử mình trồng. Mình nghĩ đến cảnh mà dưa leo mà chấm với lại muối ớt ăn thử chắc là ngon lắm luôn á. Nhưng mà không biết á, mọi người ươm hạt có dễ hay không. Nhưng mà sao mình mua một bịch hạt giống á, mà cuối cùng mình chỉ ươm được có 2 cây thôi à. Cho nên là thôi thì ươm được bao nhiêu thì trồng bấy nhiêu. Thế là mình chỉ năm nay mình trồng được có 2 cây dưa leo tí hon thôi. Thank you.
Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua đây, mình trồng đậu bắp ba màu. Các bạn nhìn thấy đất vườn của mình á, có lẽ các bạn sẽ nghĩ là hơi bày hày một chút xíu, nhưng mà thiệt ra là mình có tất cả các loại mà cây rừng, cây dụng hay là lá cây vụn gì hết, mình cũng đều quăng xuống dưới cái vườn của mình hết. Mục đích của mình á là giữ ẩm, che ẩm cho cái mặt đất á, để cái mặt đất của mình nó tơi xốp. Cho nên á là mặc dù bạn thấy nó bày hày như vậy á, nhưng mà mình đào tới đâu là đất của mình có trùng ở đó. Với lại một phần nữa là mình muốn làm như vậy là cái khu của mình á là cái đất nó rất là cứng, cho nên là mình phải có cái những cái rác hay là những cái lá cây nọ mình che phủ, để cho mình làm cho cái đất mình á có nhiều trùng sinh sôi, để cái đất mình nó nở nang mà nó mềm mại hơn, để cho rễ cây dễ phát triển hơn. Đây là cây hoa nhài kép của mình. Mỗi lần mà mình đi ngang đây thì mùi rất là thơm, dễ chịu luôn vậy đó. Cho nên là bạn nào mà có một ít đất ở trong nhà, trong sân á, thì mình nghĩ là nên trồng những cái loại hoa nhài như thế này nha. Bây giờ thì cũng đã hết mùa dâu rồi, cho nên là cái loại dâu này là dâu bốn mùa. Bây giờ thì chỉ có trái lai rai thôi. Còn dâu tây bạch tuyết á, thì bây giờ thì mới bắt đầu chín. Dâu tây bạch tuyết thường sẽ chín muộn hơn là những cái dâu tây đỏ. Còn đây là trái mâm xôi đen, năm nay là năm đầu tiên mình trồng. Đây cũng đã chín một vài trái và ở bên dưới thì cũng đã có nhiều chùm bông khác. Hy vọng là mình năm nay mình sẽ có nhiều trái mâm xôi đen để mà thưởng thức. Mà trái mâm xôi đen này á cũng có nhiều công dụng lắm nha. Mình vừa ăn sống nè, mình vừa làm mứt, cũng có thể ngâm rượu được nữa. Em rau răm này được mình trồng ké trong chậu lê ổi, phát triển cực kỳ tốt, cực kỳ khỏe luôn. Một cái cây mà nó cao hơn cả cái gang tay của mình luôn vậy đó. Đó, mà mình chưa có biết là cắt để ăn làm gì, chắc cái này mình phải mua vịt lộn về ăn kèm quá. Còn đây á, là những cây ớt chuông được sống qua mùa đông ở năm ngoái nè, cho nên là cây phát triển rất là nhanh luôn. Bởi vì là cây đã đủ già rồi và cũng đã khỏe mạnh, cho nên là sau khi mà sống được qua mùa đông là cây sẽ phun ra rất là nhiều bông và đậu đậu trái rồi luôn nè. Cảm
cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp nha. Bye!